xong con lại cho Lê uống sữa nữa vậy? Hả? Mẹ dặn con mà, mẹ bảo là sáng mẹ cho Tê uống rồi. Hả? Không được cho Tê ăn nữa mà. Con không giờ con không nghe lời mẹ nữa rồi. Thank you.
mẹ dặn con mà, mẹ bảo là sáng mẹ cho Tê uống rồi. Uống no rồi, uống nhiều sữa, con Tê bị đầy bụng ấy. Mà sao mẹ đưa sữa cho con mà con không uống? Con cho dê uống vậy. À, bạn dê rồi sáng mẹ cho uống rồi đấy. Ngày tí rồi chưa về đầy bụng cho mà xem. Rồi đi vào đây ăn sáng cho mẹ nha. Làm sao con được như thế đấy nhá, con phải nghe lời mẹ chứ.
con như thế là hư đấy. Đi rồi. Đi ra đi phải đổ.